Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ thử thách cho mon ruột mình ăn những con tép nè các bạn ha. Đây là tép đồng nè các bạn. Đó, mình để tủ lạnh rồi. Bây giờ mình lấy ra mình cho nó ruột ăn nha. Đây con ruột của mình đây ha. Nên mình cho thử ăn tép đồng nè. Nó ăn nha con. Nhìn nha. Nó ăn đã bỏ ăn mê rồi. Nó. Đó. Ha. Rồi mình sẽ cho nó ăn các bạn ha. Đó. Ừ, nó rất là mê chưa. Đó mình sẽ xem hai bạn ha, đó rất là thích ăn các bạn đó. Bạn thấy không, ruột có sọc chưa, ngồi bạn xem ha.